Ok các bạn, bây giờ mình tới phà nha, chuẩn bị qua phà đây. Đó, lần đầu tiên ở Mỹ đi phà á. Ở Việt Nam đi phà còn nghe, chứ giờ qua Mỹ mà lần đầu tiên đi phà nè. Đấy các bạn thấy không? Đang xếp hàng lên phà nè. Giống như cầu Bắc Mỹ Thuận hồi xưa á ha. Mày có đi coi cầu Bắc Mỹ Thuận xưa chưa? Chưa chưa về miền Tây. Trời đất À, về ơi. miền Tây mà chưa đi pha miệt thuận. Đợi phà phê lắm. 4 tiếng 5 tiếng là easy. Mẹ. Ngủ ngủ la ngủ liệt trên xe. Hồi xưa từ nhà anh mà đi lên tới Sài Gòn á là phải 6 tiếng mấy 7 tiếng mới tới Sài Gòn. Nó cái pha quá nó phải Đi đợi cái cầu pha. Mỹ Thuận á, đợi cái phà Mỹ Thuận là mạnh nhất. Đây mà nó làm liên tục luôn á, đột mấy tên này á. Ok các bạn, bây giờ tới phà đây. Đang đợi phà nha. Đợi phà Bắc Mỹ Thuận. Phà này giống như phà Bắc Mỹ Thuận các bạn. Đấy các bạn thấy phà. Phà nó qua cái kênh nhỏ xíu à. Mình tưởng nó qua sông bự lắm. Này qua cái kênh nhỏ thôi. Ở Mỹ cũng đi phà đó không? Việt Nam nghe đi phà, ở Mỹ còn đi phà nữa. Nó qua một cái eo biển nhỏ các bạn. Anh nghĩ chỗ này nó không làm cầu được là biết vì sao? Vì tàu bự vô nhiều lắm. Đúng. Nếu làm cầu nó phải làm cao. Đúng. Mà làm cao thì cái chân cầu qua tới bên kia lận. Thì thành ra là mất hết đất ở trong cái khu này luôn. Mà khu này đất rất là ít. Đúng. Thấy không? Đúng. Đó. Cho nên vì vậy mà nó không làm cầu là vậy á. Bên đây có cái tàu, bên đây có cái Đúng rồi, thường mấy cái tàu mà chở dầu vô mọi đường này nè. Nó vô nhiều lắm. Khu này khu biển các bạn, cho nên tàu chở dầu vô rất là nhiều. Bên đây nguyên cả cái bên cái Đó, biển đó. cho nên cái vịnh chỗ này là nó không xây cầu là vậy. Xây cầu thì cái chân cầu làm rất là xa. Phải xây cầu cho cao, cao thì chân cầu phải làm xa, thấy không? Làm xa đi vô đất trong kia đâu có được. Hết đất chỗ người ta. Mà trong đây chỗ này là đất, một tấc kim cương thôi mà. Sao mà chịu nổi? Đây các bạn đang đợi phà đây. Mấy xe này cũng đang đợi đây. Mấy chuyến nè. Mấy chuyến phà? 3 chuyến hả? Không, mấy chiếc phà. Đúng như chiếc đó. Đó, đây chiếc đó chiếc kìa. 3 chiếc lận. Nó như 3 chiếc phà lận. Hai chiếc chứ không thể nào chiếc đi chiếc qua chiếc về chứ đi chiếc về á giờ hai anh em đang đợi phà các bạn ở Mỹ mà còn đi phà nữa không ghê thiệt à. Các bạn thấy tàu không? Bây giờ để mình gắn mình lên coi quay kịp chiếc tàu không?
mình đang đứng trên phà đây các bạn. Đây các bạn thấy phà không? Phà Mỹ đây. Mình quay qua trước cho các bạn coi. Đây các bạn, phà đây các bạn. Mình sẽ đi qua bên cái vịnh bên kia, các bạn thấy không? Nó sẽ chạy qua vịnh bên kia và mấy chiếc phà kia nó đang quay về. Excuse me. How many car can fix on this? About 25. 25? Wow. That's big, huh? Tôi này nói là khoảng 25 chiếc xe chứa trên đây các bạn. Bây giờ bắt đầu chạy đây. Are we at 6 total? Usually, we don't have them. But yes, these big ones hold 25, we have 6. Oh, okay. Hỏi câu này thì con này nói là có tổng cộng 6 chiếc phà các bạn. 6 chiếc phà và trên đây chứa được khoảng 25 chiếc xe các bạn. Các bạn thấy phà đang chạy về. Thấy ai nói ở Mỹ không có phà đâu các bạn. Mỹ vẫn có phà đây. Đó, chiếc phà nó đang chạy về kìa. Chiếc phà mình bắt đầu chuẩn bị di chuyển đây các bạn. Kia thì chưa được đi, để chiếc phà kia nó quay về rồi các bạn ha. Đó, cái vịnh này nó rất là nhỏ, chạy cái dèo qua tới rồi. Một chiếc này chứa được 25 chiếc xe, cô nói chứa được 25 chiếc, còn nó lắc ghê ấy mẹ. Đúng rồi, engine phải tắt hết. Xe mình chạy lên phà là phải tắt hết các bạn, không cho mở xe là biết gì sao, khói xe sợ nhỏ nên nó không cho mở, chỉ sợ cháy á, cháy trên tàu. Ok, bây giờ chuẩn bị qua gần tới rồi mình sẽ lên xe nha các bạn, nó chạy cái dèo qua tới rồi. Đó, bây giờ mình qua tới rồi các bạn, trời chưa được 2 phút. Cái phà này đi cho được 2 phút nữa. Nhưng mà nó nghiền lắc ghê ấy nha. Ha. Mình chạy mình dư lắm á, nghiền vậy nó chạy. Cập bến đây, giờ cô đang bấm đằng khóa lại, bây giờ mình để xe.
xe mình nó cột dây nha, xe mình nó cột cái đồ phá bánh lại, thấy xe mình bánh bự sợ lăn nè. Không phải tại mình đậu bên hông nè, nó nghiêng á, đồ nghiêng nhúng nhích xe nhiều cho nên nó sợ xe mình di chuyển, nhưng mà gài thắng à. Mỹ không có xài cần này, Việt Nam xài thôi. Việt Nam xài à, Mỹ thì nó xài cần này lắm cho nên là nó sợ á, sợ xe nó di chuyển. Yeah, good day, man.